Mắt là cơ quan vô cùng quan trọng, cấu trúc bên trong của mắt hết sức tinh vi. Trong đó, thủy tinh thể và võng mạc là hai bộ phận có vai trò quan trọng nhất. Để đảm bảo được chức năng nhìn của mắt, thủy tinh thể có một cấu trúc giống như pha lê trong suốt, là thành phần quang học mắt quan trọng bậc nhất. Có cấu trúc tỷ lệ protein rất cao, bao gồm nhiều loại protein được sắp xếp theo cấu trúc riêng, giữ cho thủy tinh thể được trong suốt, làm nhiệm vụ như một thấu kính hội tụ cho ánh sáng đi qua, tập trung các tia sáng đúng vào võng mạc để tạo thành hình ảnh rõ ràng, sắc nét. Do vậy, thủy tinh thể phải luôn có được tỷ lệ protein ổn định nhằm đảm bảo khả năng mắt điều tiết linh hoạt được độ dày mỏng khi mắt nhìn gần hoặc nhìn xa. Đồng thời, đảm bảo sự trong suốt để giúp điều chỉnh chính xác hình ảnh đến khu vực xử lý hình ảnh là võng mạc. Võng mạc là một màng bên trong của đáy mắt, có nhiệm vụ tiếp nhận ánh sáng từ thủy tinh thể hội tụ lại. Trung tâm của võng mạc là hoàng điểm, chính giữa hoàng điểm là hố trung tâm hoàng điểm, giúp nhận diện nội dung và độ sắc nét của hình ảnh. Thông qua các dây thần kinh thị giác, võng mạc sẽ chuyển năng lượng ánh sáng thành tín hiệu thị lực và gửi về trung khu phân tích tại vỏ não. Võng mạc có nhiều lớp tế bào, đáng chú ý là hai lớp tế bào thị giác và tế bào biểu mô sắc tố võng mạc. Lớp tế bào thị giác gồm hai loại tế bào cảm thụ ánh sáng là tế bào nón và tế bào que. Tế bào que cho phép nhìn trong điều kiện thiếu ánh sáng, còn tế bào nón cho phép nhìn trong điều kiện có đầy đủ ánh sáng và cũng giúp chúng ta cảm nhận được màu sắc. Hai loại tế bào này quyết định việc chuyển từ năng lượng ánh sáng thành tín hiệu thị lực về phân tích tại não. Từ đó chúng ta mới nhìn thấy, nhận biết và ghi nhớ hình ảnh của các sự vật. Tuy quan trọng như vậy, nhưng hai loại tế bào nón và tế bào que này lại phụ thuộc hoàn toàn vào lớp tế bào biểu mô sắc tố võng mạc. Các nghiên cứu bằng công nghệ sinh học phân tử tế bào đã cho thấy lớp tế bào biểu mô sắc tố võng mạc là lớp tế bào duy nhất có khả năng tiếp xúc trực tiếp tế bào nón và tế bào que, giúp nuôi dưỡng các tế bào thị giác này. Đồng thời, chúng chính là lớp bảo vệ các tế bào thị giác trước tác động gây hại từ các tia cực tím, ánh sáng xanh và các chất chuyển hóa gây hại tại khu vực võng mạc. Đi sâu vào nghiên cứu hơn nữa, các chuyên gia đã đưa ra kết luận mắt sáng tinh anh chính là nhờ vào hoạt động của thioredoxin, một phân tử protein có kích thước nhỏ và giữ vai trò quan trọng trong nhiều phản ứng sinh hóa, giúp duy trì cấu trúc và bảo vệ chức năng cho mắt.